Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư. Tại buổi lễ, quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN đã nêu rõ những thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, công nhân lao động ngành dầu khí đã đạt được trong 40 năm qua, góp phần to lớn cùng cả nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giữ vững các cân đối vĩ mô và an sinh xã hội, với hơn 2.600 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi cho tập đoàn hàng trăm triệu đô la Mỹ và hàng ngàn tỷ đồng, 6 tập thể tiêu biểu và 40 cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành dầu khí được tôn vinh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thay mặt Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cán bộ, công nhân lao động trong ngành dầu khí và lưu ý Tập đoàn Dầu khí cần có những giải pháp đột phá và phù hợp, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng dần giá trị gia tăng các sản phẩm dầu khí nói chung.